Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác xong sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Kẹp bạt bán là sẽ là bán theo trục và 30.000 cho một trục chiếc như này. Để lên cho là kẹp bạt 30.000 một cái. Con này thì rất là tiện này, về nhà các bác chỉ cần sập vào trong các cái phần ví dụ như là bạt này hoặc là các cái phần đai để các bác về các bác máy và sau đó thì các bác xỏ dây vào đây cho nó xong. Đó, nó rất là tiện dụng. Bình thường nếu các bác dùng cái đai bình thường thì nó sẽ rất là mất công và khâu vá rồi làm các kiểu, nó rất là lâu công. Nhưng mà cái này thì các bác chỉ cần nhấn vào như này là xong, là nó sẽ sập vào thôi. Và mình xỏ dây đai vào đây. Lên mã cho em là kẹp bạt nhá. Giá của nó sẽ là 30k trên một chục nhá. Lên cho em là kẹp bạt này. Kẹp bạt nhá. Giá của nó sẽ là 30k trên 10 cái nhá, trên 10 cái. Đấy, bên em bán từ 10 cái trở lên và giá sẽ là 30.000 trên 10 cái này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đó. Một cái hộp khăn tắm Hàn Quốc như này, một chiếc như này. Đấy. Kích thước của nó thì khá là to luôn. Chiều dài của nó thì sẽ là 1m4 nhá và chiều rộng là 70. Đó, hàng siêu khủng cho bác luôn, hàng siêu khủng cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang cập nhật tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con khăn tắm như này, rất là đẹp này, các bác này. Đấy. To dài rộng như này, rất là đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Đây. Rất đẹp nhá. Dùng để tắm thì tuyệt vời luôn. Một mặt mịn và một mặt bên mặt mịn và một mặt thô nhá. Một mặt mịn mặt thô như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng này. Đấy, một con khăn tắm khá là to như này. Kích thước của nó sẽ là 70 x 1m4 nhá, 70 x 1m4. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ chóng mặt luôn. Giá của nó sẽ là 40k trên một khăn tắm nhá, 40k trên một khăn tắm như này. Kích thước của nó là bao nhiêu? Kích thước của nó sẽ là 70 nhá. 70 nhân với lại 140. Đấy, 70 x 140 cm nhá. Đấy, tức là 70 x 1m4 và giá thì chỉ có 40k thôi, giá cực tốt cho bác luôn. Giá này thì giá cực kỳ giật mình luôn. Bình thường nếu các bác mà mua một cái khăn như này nhá, mua cái khăn như này bình thường thôi, nó đã phải là mua một cái khăn mặt bé bé thôi, đã phải là 20-25 nghìn rồi. Thế mà đây cả một cái khăn tắm to chất lượng như này, dùng để tắm lau chùi thì rất là đã luôn nhá. Dùng tắm lau chùi rất là đã luôn. Và giá thì chỉ có 40 cành cho một khăn tắm như này thôi. Đấy, các bác đi đâu mà mua được 40k cho một khăn tắm như này. Màu sắc thì cực kỳ sạch sẽ, trang nhã, nhã nhặn và sạch sẽ nhá. Đấy, lên cho em là khăn tắm nhá, khăn tắm. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái lô đó là khăn mặt nhá. Đấy. Thì có khăn tắm thì phải có khăn rửa mặt nhá. Đây, khăn rửa mặt đây. Khăn rửa mặt thì một bịch như này là 10 chiếc. 10 chiếc như này thì giá sẽ là 60k nhá. 60k trên một bịch. Đấy, 60k trên bịch 10 cái nhá. Đấy, bịch này là 10 cái này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k là được 3 cái nhá. 20.000 3 cái. Đó, mua lẻ 20.000 3 cái cho em. 20.000 3 cái. Còn mua cả bịch thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đó, rẻ hơn một chút là 60.000, tức là vào 6.000 chiếc này thôi. Bình thường nếu các bác đi mua một khăn mặt bình thường thôi đã phải 15 đến 20.000 là loại rẻ nhất rồi. Đây. Chất liệu của nó thì 100% là bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt, rửa mặt thì cực kỳ là mềm mướt da luôn nhá, mềm mướt da. Đó, kích thước của nó sẽ là, con này thì kích thước của nó sẽ là 30x50 nhá, 30x50, một chiều 30, một chiều 50, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, mặt của nó cũng có hai mặt, một mặt là bông xù và một mặt là bông mịn nhá, một mặt bông xù, một mặt bông mịn. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, khăn mặt xin lỗi các bác. Đấy, khăn tắm là khăn to, còn khăn mặt là khăn nhỏ như này. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để rửa mặt này. Ngoài ra các bác có thể mua cả trục về để mình không rửa mặt thì mình có thể lau chùi bát đũa bàn ghế các kiểu, con là điều luôn các bác muốn sử dụng vào đâu thì sử dụng, nó rất là tiện ích. Đấy, hoặc là nhà có khách có khứa các bác quăng cái khăn mới này ra, lịch sự bao nhiêu luôn. Hoặc ăn cơm ăn cỗ ăn thịt gà nhá, nó hay bị dính nhá. Các bác cho mỗi người con như này mình lau chùi cho em rất sạch sẽ luôn. 60.000 một chục nhá. Đấy, lấy cả chục này 60.000, còn lấy lẻ là 20.000 ba chiếc. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm rất là hay. Đó là con máy bơm các bác nhá. Qua lên cho em là máy bơm. Đây. Nó sẽ là một con máy bơm hơi như này. Công suất của nó thì nó sẽ là bơm được 10 cân nhá, bơm được 10 cân hơi. Lên cho em là máy bơm hơi. Công suất của nó bơm thì được khoảng 10 cân các bạn. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Đây, một con máy bơm hơi như này. Công suất bơm của nó được khoảng 10 cân các bác nhá. Rất là tiện đây. Đấy, rất là tiện dụng các bạn này. Đấy, thì con này công suất của nó khá là khỏe luôn. Lên cho là máy bơm hơi, công suất của nó sẽ là bơm khoảng 10 cân. Hàng này của nó thì nó sẽ là, đây, rất chất lượng các bạn này, rất chất lượng như này, thân của nó đây. Đấy, hàng thì sản xuất ở Đài Loan nhá, Made in Taiwan, Đài Loan. Đó, có lô thì sản xuất ở Trung Quốc, có lô thì sản xuất ở Đài Loan. Lô này thì sản xuất ở Đài Loan nhá. Dây của nó sẽ là một dạng là dây bọc vải như này. Dây bọc vải chống gãy, chống đứt nhá. Đấy, dây của nó là dây bọc vải chống gãy chống đứt các kiểu, con là điểu luôn. Có đồng hồ báo nhá. Đấy, có đồng hồ báo này. Công suất của nó sẽ là 10 cân nhá, 10 cân. Đó, 10 cân.
Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái công tắc tắt bật ở đằng sau và có điều chỉnh chiết áp luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để bơm ô tô rất là cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc bật lên này. Đấy, bật lên nhá. Đấy, công tắc bật lên này. Máy chạy rất khỏe luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái điều chỉnh cái lượng gió này, lượng gió ở đây. Đấy, công tắc bật lên này. Đấy. Đây em sẽ test cái đồng hồ hơi cho bác xem nhá. Đây. Đây khi mà em bóp tay vào cái đồng hồ hơi nó sẽ lên này. Đây. Các bác nhìn cái đồng hồ hơi này, đấy nó lên này. Đấy, cái lực tay em bóp này. Đấy các bác nhá. Đấy, bóp tay đồng hồ hơi nó sẽ lên. Đấy các bác thấy không? Đó, em bỏ tay cái đồng hồ hơi nó sẽ nhả ra. Đó. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Áp lực hơi thì rất là tốt nhá. Đấy, áp lực hơi cũng rất là tốt. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 400 mấy nhỉ? Các bác lên xem là máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi này. Máy bơm hơi giá của nó sẽ là 480k nhá, 480k cho một con máy bơm hơi như này. Đó, hàng rất chất lượng cho bác luôn rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái set thìa đũa nhá. Các bác lên cho em là set thìa đũa. Bộ này thì giá siêu hạt rẻ cho bác rồi. Combo cho các bác như này, bao gồm là 6 đôi đũa và 6 cái thìa. Hàng cái thìa này thì cực kỳ là dày dẫn các bác này. Đấy. Thìa này của nó thì khá là dày luôn. Các bác dùng để ăn cơm, ăn phở, ăn sáng, ăn bún đều ok hết nhá. Hàng siêu dày dẫn cho bác luôn, inox 304 nhá. Đây, su 304 này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái thìa này. Đấy. 6 cái thìa các bác này. Đây. 6 con thìa như này, kèm thêm cho các bác là 6 đôi đũa luôn. 6 thìa kèm thêm 6 đôi đũa như này. 6 đôi đũa như này. Và giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. 80.000 cho 6 cái thìa và 6 đôi đũa. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. 12 món mà giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, đũa thì nó sẽ là đũa bằng inox 304. Đầu có đánh nhám chống dính hết nhá. Đấy đây. Đũa bằng inox 304 này, đầu đũa có đánh nhám chống dính này. Thìa thì siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy. Thìa của nó thì khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một cái bộ thìa đũa như này bao gồm cho các bác là 6 thìa, 2 4 6 thìa, 6 đũa như này. Lên cho em là set thìa đũa nhá. Hàng của Nhật đây, hàng của Nhật này. Đấy. Lên cho em là set thìa đũa. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá. Set thìa đũa này giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một set thìa đũa như này. 80.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. 80.000 cho một set thìa đũa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Đó, miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì bao gồm là 50 miếng dán nhá. 50 miếng dán và 50 cái bịch thuốc như này, 50 cái bịch thuốc như này. Đấy, miếng dán thải độc chân. 50 miếng dán, 50 bịch thuốc. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một bịch này, một gói này của nó sẽ là hai gói thuốc nhá, hai gói thuốc như này. Về nhà thì các bác bóc cho em cái gói thuốc ra, sau đó thì bóc cho em cái miếng dán này ra này, lấy cho em một cái miếng dán này. Cái miếng dán này thì các bác bóc cái mặt giấy bóng này ra, bóc mặt giấy này ra. Sau đó thì các bác dán cho em cái mặt chữ này vào cái tờ giấy này, dán mặt chữ vào tờ giấy này. Đấy. Sau đó thì các bác dán vào gan bàn chân cho em, dán vào gan bàn chân như này. Đấy, đây các bác dán trực tiếp vào cái gan bàn chân như này cho em nhé. Đó. Sau đó thì các bác đi ngủ này. Khi các bác đi ngủ nhá. Đấy. Khi các bác đi ngủ thì độc tố nó sẽ thải ra, cái thuốc này sẽ hút và nó sẽ ngấm cái độc tố nó thải ra thì nó sẽ rất là tốt luôn. Đấy. Rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một hộp này thôi. 40k cho một hộp này nhá. Đấy. Thì các bác cứ để qua đêm thì tất cả các cái phần độc tố, các cái phần mà ở cái gan bàn chân ấy thì nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn. Đấy, tẩy sạch cho bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn. Giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Đấy. Lên cho em là thải độc chân, thải độc chân. Đấy. Thải độc chân giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái miếng dán thải độc chân như này. Đấy. Đấy, lên cho em là thải độc chân giá sẽ là 40.000 cho một hộp như này. Đây các bác này, về nhà các bác lột ra như này cho em, sau đó thì ập cái miếng dán này vào đấy, gan bàn chân. Các bác để qua đêm nhá. Để qua đêm thì đấy, những cái độc tố nó sẽ chảy ra như này. Đấy, nó rất là sạch sẽ. Đấy, thải độc nó là ngải cứu kết hợp với một số các loại thuốc bắc nữa, rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân này nhá. Lên cho em là thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh.
Giá của nó thì sẽ là 15.000 trong chiếc như này. 15k một chiếc này nhá. 15k trong chiếc bẫy chuột thông minh này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần nhấp như này thôi. Đó, nhấp vào cho em như này. Đó. Và khi mà các bác đặt một miếng vào đây và con chuột nó chạy qua nó sẽ sập bẫy này. Đấy, chạy qua sập bẫy luôn. Lên cho em là bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, lên mã cho em là bẫy chuột thông minh. Đó, giá sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Bẫy chuột thông minh, con này rất tiện dụng luôn. Đấy, con chuột chạy qua nó sẽ sập bẫy luôn nhá. Chuột chạy qua sẽ sập bẫy luôn. Rất là tiện. Đó, đây các bác theo. Đây. Đấy, sập bẫy luôn. Giá sẽ là 15.000 chiếc khi các bác sử dụng ấn đều hai tay này cho em để mở bẫy ra này. Đấy, con chuột chạy vào là sập bẫy luôn. 15.000 một chiếc nhá. Và bác nào lấy từ 3 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. 40.000 ba cái. Lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop của anh Giang. Bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kệ kem đánh răng nhé. Các bác lên cho em là kệ kem đánh răng. Thì ở đây bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một kệ và ba cốc luôn. Đấy, một kệ ba cốc rất là tiện như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ kệ kem đánh răng này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái cốc như này nhá. Ba cái cốc như này. Đó, có hẳn cho các bác tới ba cái cốc luôn. Ba cốc này, có nam châm hít nhá, có nam châm hít này. Đấy. Rồi nó sẽ có cho các bác là miếng dán sticker cái thứ đầy đủ luôn. Miếng dán sticker đầy đủ nha. Và có miếng dán này các bác đeo lên tường nhá. Đấy, có miếng dán đeo lên tường. Đấy. Và các bác chỉ việc dán lên là đeo lên là sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn kéo như này. Một cái ngăn kéo như này. Để các bác cho những cái đồ linh tinh nhỏ nhỏ vào đây. Đó. Thì các bác có thể để cốc ở trên này nhá. Để cốc ở trên này. Đấy. Để ba cái cốc ở trên này cũng ok. Hoặc là các bác có thể để cốc ở cái phần nam châm hít ở dưới này nhá. Đây. Nó sẽ có cái nam châm hít như này. Đấy. Các bác có thể để lên cái nam châm hít như này. Đấy, rất là tiện luôn. Và các bác xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây, xoáy lọ kem đánh răng vào đây. Các bác chỉ cần nhấn này là nó sẽ ra này, nhấn này sẽ ra luôn. Đó, rất là tiện dụng. Và giá thì chỉ có 180.000 thôi. Các bác lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Đấy. Kệ nhà kem đánh răng, giá của nó sẽ là 180k trong cái bộ như này. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt trong nhà tắm, nhà vệ sinh của mình. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đây các bác này, đấy về nhà các bác chỉ cần là lắp cái miếng dán lên. Đấy, lắp cốc vào này. Rất là tiện luôn. Đấy. Lắp miếng dán lên sau đó các bác cho vào cho em là xong. Nó rất là tiện dụng như này. Đó. Các bác để rất là nhiều đồ, xoáy lọ này, cho kem vào này. Rất là tiện nhá. Đó. Để những cái đồ linh tinh rất là ok. Đấy. Rất tiện dụng luôn. Lắp miếng dán vào là sập xuống là xong nhá. Đó. Có thể để cốc này. Đấy, để đồ trang điểm này. Đấy, rất nhiều thứ luôn nhá. Đấy, kem đánh răng xoáy vào này. Nhả ra này. Đó, rất là ngon lành nhá. Bỏ đồ trang sức các thứ này, đồ lặt vặt này, rất ok, giá cho 180.000. Lên cho em là kệ kem đánh răng nhá, kệ kem đánh răng. Đó, kệ kem đánh răng này. Kệ kem đánh răng, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho cái bộ kệ kem đánh răng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đồng hồ bật lửa. Đây, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Có kèm cả bật lửa luôn. Con này thì không có ga nhá, không có ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em thôi. Đấy, đồng hồ bật lửa, con này thì không có ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đây. Đấy, bật đánh tách phát này nó lên này. Đấy, bật tách này phát lên, nó rất là tiện luôn nhá. Rất là tiện luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đấy. Các bác bật này thì nó sẽ lên cả đèn luôn nhá. Bật này lên cả đèn luôn này. Con này thì chưa có ga đâu nhá. Về nhà các bác phải ra cửa hàng bơm ga và các bác nghe cho rõ nhá. Đấy. Đồng hồ bật lửa này. Đồng hồ bật lửa này. Đấy. Chưa có ga nhá. Chưa có ga. Về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tự bơm ga, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k trong con đồng hồ bật lửa như này. Chưa có ga, về nhà các bác tự bơm ga và giúp cho em. Đó, trên video em nói rất là rõ luôn. Các bác lưu ý cho em nhá. Màu sắc rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 100k. Rồi. Ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật rất nhiều mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng có nhé. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về tiếp tục cho bác dòng sản phẩm, nó là ấm pha trà nhé. Ấm pha trà hàng của Nhật các bác này. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít, 1.000ml này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Các bác lên mã giúp cho em là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó. Ấm pha trà giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Dòng này thì siêu tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây nó sẽ là một cái sản phẩm rất là tiện ích.
tại vì nó sẽ có cho các bác cả một cái lưới lọc đằng bên trong này luôn. Các bác chỉ cần mở đây này cho em, ở đây nó sẽ có một cái lưới lọc này, các bác xoáy ra này, các bác cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc, cho các cái loại chất mình cần pha chế vào đây, cho các cái loại thực phẩm mình cần pha chế vào đây, sau đó thì các bác xoáy nắp lại này. Đấy, sau đó thì mình sẽ rót nước sôi vào đây nhá. Hàng inox 316, su 316 các bác này. Đây, su 316, inox 316, hàng cực kỳ. Cái này của nó dập rất là dày luôn nhá, cho nên các bác pha cà phê rồi pha các loại hạt là thoải mái luôn, không sợ bị lọt cám lọt kiếc ra đây đâu, rất là tiện luôn nhá. Và các bác xoay nắp như này. Đấy, xoay nắp như này, xoay hết vòng là nó sẽ vào này. Đấy, xoay hết vòng vào là các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ mở này. Khi các bác sử dụng thì nhấp này nó sẽ mở ra này. Đó, hàng rất dày dẫn chắc chắn luôn. Dưới đít thì có lót cao su chống trơn trượt và chống bị xước bàn nhá. Các bác để nó sẽ chống trơn trượt. Đó, giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Giá của nó chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác rất nhiều mã hàng này. Đó là cái quạt ô tô các bác nhá. Các bác lên cho em là quạt ô tô. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện dụng để các bác sử dụng mình làm các công việc đều ok hết nhá. Đó. Cái gì đấy? Các bác lên cho em là quạt ô tô, giá thì chỉ có 130k nhưng con quạt ô tô này thôi nhá, 130k. Sản phẩm thì về nhà các bác có thể cắm vào tẩu ô tô này, hoặc là các bác có thể đấu trực tiếp vào cái áp quy 12V cho em. Con này thì nó sẽ là chạy 12V nhá, chạy 12V. Cho nên các bác đấu trực tiếp vào áp quy 12V cho em là chạy cực kỳ là êm ái và ngon luôn. Và đặc biệt là cái giá nó rất là tốt, chỉ 130.000 nhá. Bác nào không ô tô mà mình muốn quạt mát mà nhà các bác có cái áp quy 12V hoặc là áp quy xe máy bỏ ra thì các bác có thể đấu vào. Cái phần lõi này sẽ là dây dương và cái ra ngoài này là dây âm nhá, các bác chỉ cần đấu hai cái đầu dây vào đây cho em là xong. Hoặc các bác có thể cắt ra mình đấu trực tiếp. Đó, giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Sẽ có công tắc số 1 và số 2 này. Con này chạy cực kỳ khỏe và êm luôn, nó sẽ là động cơ không chổi than nhá. Động cơ không chổi than cho nên là chạy thoải mái, không có lo bị hỏng hóc gì cả. Các bác cứ chạy thoải mái, không sợ bị nóng, không sợ bị hỏng hóc. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá. Lên cho em là quạt ô tô này, quạt ô tô. Đấy, quạt ô tô giá của nó sẽ là 130k cho một quạt ô tô như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái khò đồng nhá. Các bác lên cho em là khò đồng này. Đấy, khò ga bằng đồng như này. Đấy, cho nên em gọi là khò đồng nhá, hoặc khò ga bằng đồng. Đấy, khò ga đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một cái khò ga đồng như này nhá. 90.000 cho một con khò ga đồng như này. Con này thì nó sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối như này, đồng đúc nguyên khối này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác chỉ cần điều chỉnh cái lượng ga to nhỏ ở đây cho em này, lượng ga to nhỏ ở đây và kết nối vào các bình ga nhá. Các bình ga phổ thông đều kết nối được hết nhá. Tất cả sử dụng cho bình ga phổ thông. Và cái này là cái cửa gió này, cửa gió các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 90k. Lên mã giúp cho em là khò đồng nhá. Đấy, khò đồng này. Khò đồng giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k trong con khò đồng như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bật lửa điện nhá. Các bác lên trên là bật lửa điện. Con này thì có sẵn ga rồi, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy, các bác ấn này nó sẽ lên này. Đây. Đấy. Nhấn này nó sẽ lên các bác này. Đấy. Nhấn này sẽ lên. Đấy, quạt nó hơi to cho nên là gió nó tắt thôi nhá. Đây. Đấy, các bác nhấn này nó sẽ lên thôi. Đó, đây. Các bác nhìn cho. Đây, lửa nó cháy này các bác này. Đó. Chỗ này thì quạt nó hơi to các bác nhá. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bật lửa điện nhá. Bật lửa điện, giá của nó sẽ là 80k cho một con bật lửa điện như này. 80.000 nhá. Lên cho em là bật lửa điện, hình cái túi rất đẹp và khi bật thì cái này nó sẽ xoay này. Bật lửa điện giá của nó sẽ là 80k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái đèn hộp nhôm nhá. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm này. Đấy, đèn hộp nhôm. Một con đèn hộp nhôm như này thì giá của nó sẽ là 100.000. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm này. Đó, đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k trong con đèn hộp nhôm như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đèn này, rồi có dây, rồi có dây sạc, cái giếc, dây móc khóa đầy đủ cho bác luôn để các bác đeo. Dây đeo như này nhá, dây đeo, dây sạc các thứ đầy đủ luôn. Và đây thì khi các bác về thì các bác mở ra cho em. Đây nó sẽ có một cái phần là phần đèn sáng và một phần là hai công tắc nhá. Cái công tắc lồi cao này là phần đèn này và công tắc nhỏ này là cái phần bật lửa này. Thì đây, đèn thì nó sẽ có chế độ là sáng vàng này, sáng trắng này và sáng trung tính nhá. Đấy, và nhấp nháy SOS cảnh báo cho các bác này rất là tiện nhá. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này, sáng trung tính này, rất là sáng luôn nhá. SOS cảnh báo luôn, rất là tiện anh em đi xe đi cộ hoặc là sử dụng ở nhà. Còn khi bật lửa thì các bác giữ lì vào cái phần này cho em, cho cái đèn nó lên này. Đấy là lửa nó sẽ lên nhá. Còn các bác nhấp này là nhấp một lần là sẽ tắt, còn khi bật thì giữ lì cho em. Bật giữ lì cho cái đèn này lên là nó sẽ lên này, lửa nó sẽ lên đỏ này. Giữ lì nó sẽ tắt này. Đấy, nó sẽ có hai cái phím đỏ đây. Cái to là bật đèn, còn cái bé là bật lửa nhá. Các bác lưu ý cho em. Đó, giữ lì cho cái đèn này lên này là lửa nó sẽ lên này.
Đấy, các bác thấy không, cái mai so nó sẽ đốt này. Đấy, và các bác nhấp này nó sẽ tắt. Lên thêm là đèn hộp nhôm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn hộp nhôm như này. Giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Đèn hộp nhôm giá 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá xoay điện thoại nhá. Đấy. Các bác lên cho em là giá xoay nhá, giá xoay thì nó sẽ là một con giá như này, xoay 360 độ được luôn. Con này thì các bác dùng để mình để điện thoại cực kỳ là thích nhá. Đấy. Cái thân này của nó bằng hợp kim này, cho nên nó rất là nặng này. Đấy, các bác dùng để mình để điện thoại này, để điện thoại mình làm việc rất là ngon nhá. Các bác có thể nâng lên, tăng chiều cao này và xoay 360 độ được luôn, xoay 360 độ như này nhá. Đấy. Thì khi các bác sử dụng điện thoại này, đấy, mình không cần cầm vào nó mỏi tay, mình có thể để như này, để trực tiếp này để mình làm việc nhá. Đấy, để trực tiếp này mình làm việc nó rất là ok luôn. Đó, có thể để ngang này. Đấy, có thể để ngang như này. Đấy, hoặc có thể để dọc như này, tùy theo nhá, để lướt TikTok, lướt Facebook nhá. Đấy, các bác để điện thoại, máy tính, iPad đều được hết nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng gấp như này và nó sẽ xoay 360 độ nhá. Cái đế này của nó bằng là hợp kim nhá, cho nên là nó rất là nặng. Đấy, rất là ngon luôn. Đây. Đấy, và gấp gọn và nó sẽ như này. Và khi giả ra thì các bác biết rồi. Đó. Giả ra mình sử dụng thì nó rất là tiện và nó có thể nâng cao được như này nhá. Có thể nâng cao được luôn. Đây. Đây nó có cái lẫy, các bác có thể nâng cao như này được này. Đấy, nâng cao hẳn lên như này. Rất là tiện luôn. Con này thì nó là hàng VIP rồi, hàng VIP rồi, rất là ngon lành nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con giá xoay như này. 50.000 nhá. Có lên xem là giá xoay. Đó. Lên xem là giá xoay nhá. Giá xoay 360 độ. 360 độ nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con giá xoay 360 độ như này. Đó, giá xoay 360 độ rất ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái đũa 7 màu nhá. Các bác lên xem là đũa 7 màu. Nó sẽ là một cái dạng đũa rất là đẹp như này. Tất cả đều được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Hàng này thì nó sẽ là hàng VIP cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Hàng VIP cực kỳ cao cấp cho các bác này. Đó, đây. Đấy, một hộp một vỉ này của nó thì sẽ có 7 đôi. Đũa 100% được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Đấy. Chống nấm mốc không nhá. Nó chống nấm mốc thì nó sẽ kháng khuẩn rất là tốt luôn. Đầu đã nhám chống trơn trượt này. Đũa thì được thiết kế vừa xinh gấp, cực kỳ là dễ luôn, cầm nắm cực kỳ là vừa xinh nhá. Giá thì sẽ là 70.000. Các bác lên cho em là đũa 7 màu. Đũa này được làm từ sợi thủy tinh cho nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, các bác lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đó. Đũa 7 màu giá thì sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái vỉ đũa 7 màu như này. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nắp cống nhựa nha. Các bác lên cho em là nắp cống nhựa, nó sẽ là một con nắp cống như này. Đó. Và nó sẽ có các cái chi tiết bao gồm là một cái hệ nắp này có lọc rác này. Đây, nó sẽ một cái hệ nắp như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp ở trên này cho em này, lắp ở trên này cho em này. Sau đó thì các bác đặt cái này vào là xong này. Đó, đặt cái này vào. Thì con này nó sẽ là lọc rác và ngăn mùi luôn. Đấy. Các bác lên cho em là nắp nhựa nhá, nắp cống nhựa, nắp cống nhựa. Giá của nó sẽ là nắp cống nhựa ngăn mùi, giá của nó sẽ là lên cho em là nắp cống nhựa nhá, giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này, 30k cho một cái nắp cống nhựa như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái nắp loại bằng đồng nữa. Đây. Thì các bác lên cho em là nắp cống đồng nhá. Đây, nắp cống đồng. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bằng đồng đúc nguyên khối và có gioăng bằng nhựa. Đấy, thì khi mà xả nước thì nước nó sẽ chảy và bình thường nó sẽ đậy lên như này. Đậy kín như này thì nó sẽ chống cái việc là mùi nó đẩy ngược lại nhá. Đấy, mùi hôi rồi không khí nó đẩy ngược lại thì rất là tiện, bằng đồng đúc nguyên khối này, rất là đẹp luôn. Đấy, và cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản thôi, xả nước thì nó sẽ mở, xả nước nó sẽ mở nhá. Lên xem là nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, 50k thì một con nắp cống đồng như này nhá. Đấy, lên xem là nắp cống đồng. Nắp cống đồng giá sẽ là 50.000. Đó. Nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một chiếc nắp cống đồng. Đó. Đây các bác nhá. Đó, một con nắp cống như này này. Đấy, bình thường nếu các bác sử dụng nhá. Đấy là các bác chỉ cần lắp vào này nha, xong. Nước nó xả này. Đấy, hết nước nó sẽ tự đóng nhá. Đây. Đấy. Đang khói mà các bác cho vào cái là khỏi hết luôn. Đấy. Đấy. Rất là tiện luôn, các bác chỉ cần đậy xuống cho em là xong. Khói lên ngùn ngụt như này nhá, nhưng mà các bác đậy cái nắp cống vào là hết luôn. Đó. Đấy. Cơ chế xả của nó các bác này. Đấy, xả hết nước là nó đậy luôn. Đó, đây là cái nắp cống đồng. Có cả nắp cống nhựa luôn nhá. Đó. Đây con này sẽ là con nắp cống nhựa này. Ngăn côn trùng kiến gián rất là tốt này. Các bác chỉ cần đặt vào cho em này là xong. Đó. Đây con nắp cống nhựa đây. Đấy. Con này thì vừa ngăn côn trùng kiến gián này, vừa khử mùi luôn nhá. Đấy. Đấy các bác thấy không? Đấy.
và lọc rác luôn, rất là tiện. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái nắp cống nhựa như này nhá. Thì con này các bác lên cho em nắp cống nhựa nhá. Đấy, hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá cực tốt luôn, chỉ còn là 15k thôi. 15k cho một con nắp cống nhựa như này, rất tiện dụng luôn. Lên cho em là nắp cống nhựa nhá, giá của nó sẽ là 15k. Đó, 15k cho một chiếc nắp cống nhựa như này nhá, rất là tiện để các bác lắp vào các cái đường cống, đường thoát nước, chậu rửa cũng như là đường nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet nhà mình nhá. 15.000 trong con nắp cống nhựa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đầu chuyển cưa nhé. Các bác lên cho em là đầu chuyển cưa thì nó sẽ là một con đầu như này, kèm thêm cho các bác là mấy cái lưỡi cưa nữa, có 3 cái lưỡi cưa để các bác chuyển từ cái máy khoan sang máy cưa nhé. Chuyển từ máy khoan sang máy cưa rất là tiện luôn. Đấy, một cái đầu chuyển cưa như này, giá sẽ là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho phép bác xem luôn, nhé. Đấy, lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa, nhá. Đó, đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 80k cho một cái đầu chuyển cưa như này nhá, 80.000. Đây em sẽ có cái video đây. Đây các bác chỉ cần lắp vào như này là đưa vào là mình cắt này. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Chỉ cần lắp vào là xong. Đó. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Con này thì chủ yếu là để cưa gỗ thôi, chứ còn cưa sắt thì nó cũng không được ngọt cho lắm các bác nhá. Còn các bác dùng để cưa gỗ là ok. Đó. Đấy, cưa gỗ, cưa ống nước rồi cưa các cái vật liệu mềm là ok nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với cho bác cái đèn cúc áo nhá. Các bác lên cho là đèn cúc áo. Con này thì đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Chỉ có 40k cho một con đèn cúc áo này thôi. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và một cáp sạc như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái phần như này để các bác cài vào các cái khuy áo hoặc là các cái chi tiết đều được nhá. Đó, và đây nó sẽ là một con đèn rất là sáng như này nhá. Một con đèn rất là sáng này các bác này. Đó, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy nhá. Đó, nó chỉ có vậy thôi và có nam châm hít nhá, có nam châm hít như này. Đây là cái cáp sạc vào này, đầu sạc vào đây. Đó, nó sẽ có nam châm hít nhá, có nam châm hít cho các bác luôn. Nên là các bác dùng nó cũng rất là thoải mái, có thể là bắt vào các cái vị trí này. Đấy, và rất là sáng luôn, sáng trưng luôn các bác nhá, sáng lắm các bạn. Đó, lên cho em là đèn cúc áo nhá, giá của nó sẽ là 40k thôi. Đấy, 40.000 cho mấy em đèn cúc áo này thôi, đợt này về giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Lên mã cho em là đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 40k cho một con đèn cúc áo như này. 40.000 thôi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn cúc áo này, đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo giá thì chỉ có 40k thôi nhá. Đấy, đợt này về giá tốt, 40.000 cho con đèn cúc áo như này. Sản phẩm bộ dây vòi xịt vệ sinh các bác nhá. Nay bên shop lại về số lượng cho các bác luôn. Hàng về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Chỉ có 100.000 cho một bộ này thôi. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi và một giá đỡ nhá. Có kèm ốc ác cho các bác luôn. Đấy, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Ốc vít cũng bằng inox hết này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, sẽ kèm cho các bác là một dây nhá, một giá đỡ như này. Một dây dài 1,5m nhá, dây dài 1,5m. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lô này về lô dây dài nhá. Hàng thì của Nhật các bác này. Hàng của Nhật, hàng của thương hiệu Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Osaka Japan các bác này. Đấy, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, Osaka Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Các bác bóp như này này, bóp vào như này là nó sẽ xịt ra này. Đấy, cơ chế là cơ chế ngắt tự động, nói bé thôi. Cơ chế của nó sẽ là cơ chế ngắt tự động nhá. Khi các bác xịt thì nó sẽ ra. Đó, xịt thì nó sẽ ra và các bác bỏ thì nó sẽ tự ngắt nhá. Đó. Đây, dây dài 1,5m nhá. Dây dài 1,5m tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Có kèm giá đỡ này các bác này, có kèm giá đỡ như này. Các bác chỉ cần đặt vào cái giá đỡ này là xong. Đó, đầu xịt như này. Đấy, có kèm giá đỡ đầu xịt như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất tốt luôn. Đấy. Thì đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái đầu vòi xịt như này. Dây của nó là dài 1,5m các bác nhá. Dây dài 1,5m. Đó, đây dây dài 1,5m này. Các bác đầu vòi xịt như này. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Giá của nó chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Đó. Bấm ghim vào. Và lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đó, dây vòi xịt vệ sinh giá của nó sẽ là 100k. 100k cho bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về
đưa cho anh con dao đi. À, cái lô nước hoa, bộ ba nước hoa Nhật nhá. Các bác lên theo là bộ ba nước hoa Nhật, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng này thì siêu thơm luôn. Đấy, nam nữ đều dùng được hết nhá. Nó sẽ là dòng trung tính các bạn, dòng trung tính. Nam nữ đều dùng được hết, rất là ok luôn. Đây, nó sẽ là bộ ba nước hoa như này. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác lên cho em là bộ ba nước hoa nhá. Bộ ba nước hoa. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Bộ bao gồm cho bác là ba chai như này. Bộ ba chai nước hoa giá sẽ là 150.000. Lên cho em là bộ ba nước hoa nhá. Đó, bộ ba nước hoa này. Bộ ba nước hoa giá của nó sẽ là bộ ba nước hoa giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho bộ ba chai nước hoa như này. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là một chai màu hồng, một chai màu đen. Đấy, nắp màu đen và một chai nắp màu màu sừng như này các bạn này. Đấy, mỗi lọ nó sẽ là một mùi hương khác nhau, rất là thơm luôn các bạn. Đấy, rất thơm. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy. Mùi thơm trung tính dịu nhẹ dễ chịu, nam nữ đều dùng được hết nhá. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy. Các bác lên theo là bộ ba nước hoa nhá. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho chị em phụ nữ nhà mình. Đấy, hoặc là mua để làm quà cho sếp, rất là ok luôn nhá. Đấy. Rất là thơm và giá rất hợp lý nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, bộ ba nước hoa của Nhật đây. Đấy. Hàng của Nhật toàn bộ chữ Nhật hết này, giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là bộ ba nước hoa, giá sẽ là 150.000. Đó, 150.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chổi lau. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Đấy, chổi lau kính, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là đi nó sẽ là một con chổi rất là chất lượng như này nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đoạn như này. Để các bác nối dài vào cho em này, có tay xoáy nối dài như này nhá, có tay xoáy nối dài này. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cái ngẫng như này, có một cái ngẫng như này nhá. Để các bác xoáy vào cho em này, xoáy vào cái ngẫng này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái ngẫng này để các bác xoáy cái ngẫng này vào này, xoáy vào đây. Sau đó thì các bác đóng vào cái phần chổi này, đóng vào cái phần chổi này cho em này. Đây. Đấy, sập vào cái phần chổi này. Nó sập mạnh nó vào. Đấy, khi nó đã vào rồi là ok nhá. Con này nó có thể ngót nghéo như này thì các bác có thể dùng để mình lau dọn rửa nhà vệ sinh này, rồi làm các công việc đều được hết nhá. Lau kính, lau sàn, dọn rửa nhà vệ sinh, rồi nói chung là đầy đủ hết các công việc luôn. Đấy, nó sẽ có một cái nắp xoáy như này nhá. Đấy, chiều này thì nó khá dài luôn, nó vào khoảng là 1m2 nhá, vào khoảng 1m2 gì đấy, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và ưu điểm của con này thì nó có thể cho nghiêng như này để các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ của nhà tắm, nhà vệ sinh nhá. Đấy, giặt rồi lau chùi rất là tiện dụng luôn. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Chổi lau kính giá của nó sẽ là 50k cho một con chổi lau kính như này nhá. 50.000 cho một con chổi lau kính như này. Đó, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Các bác có thể cọ này. Đấy, cọ cái này nó rất là sạch luôn. Đó. Tôi thì lâu lâu hôm nay chiều vợ một hôm nhá. Đây là chổi cọ trà sàn 201. Thiết kế của cái em chổi là khá là thông minh. Vừa cọ vừa gạt vừa lau kính được nhá. Cái đầu gạt nước vô cùng tiện lợi luôn, giúp nhà các bác luôn sạch sẽ và khô ráo. Em đang sale, mọi người vào săn sale ngay nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đó, con này thì rất là tiện dụng này các bác này. Đó. Quét kỳ cọ rồi lau rồi gạt nước đều ok hết nhá. Đó. Rồi ok. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái móc gỗ nhá. Các bác lên trên là móc gỗ này. Con này nó rất là đẹp như này. Có kèm cho các bác một cái đầu móc như này, về nhà các bác xoáy vào cho em. Đó, đây, nó sẽ là một cái móc ở cái đai gỗ như này rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, giá thì sẽ là 40k cho một con móc gỗ như này nhá. Về nhà các bác xoáy vào đây cho em này. Đó, xoáy vào đây. Thì con này các bác dùng nó sẽ rất là đa di năng luôn. Các bác có thể treo lên để treo quần áo này. Thứ nhất là các bác có thể dùng để treo quần áo này, rồi treo đồ ăn, rồi nói chung là treo các cái đồ dùng cũng được, đều được hết. Đấy, có thể treo móc áo hoặc là treo đa di năng được luôn. Nó sẽ có cho các bác một cái móc như này, rất là tiện luôn, để các bác có thể treo trực tiếp lên. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k nhé. 40k. Các bác lên cho em là móc gỗ nhá. Đây, nó sẽ có cái phần gỗ như này. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn, rất là đẹp coi nhá. Và nó sẽ là một cái móc như này. Về nhà các bác có thể treo quần áo này, treo giày, treo dép, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Phơi quần, phơi áo hoặc là treo đồ khô, hoặc là các bác có thể treo trong gian bếp nhà mình để mình treo các cái đồ dùng cũng đều được nhá. Đấy, lên cho em là móc gỗ. Đấy, các bác lên cho em là móc gỗ, giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, lên cho em là móc gỗ này. Đó. Móc gỗ, giá của nó sẽ là 40k cho một chiếc móc gỗ như này nhá, 40.000. Đó, lên cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Đấy, móc gỗ như này, giá của nó sẽ là 40k một chiếc các bác nhá. 40.000 cho một chiếc móc gỗ như này. Đây các bác này, con này thì nó rất là tiện nhá. Các bác có thể dùng để phơi quần áo này, phơi khăn này,
hoặc là phơi các cái đồ khác này. Đấy, rất là tiện luôn. Hoặc là mình treo đồ, nói chung nó cũng rất là tiện. Đây, mỗi con mắc như này các bác có thể dùng để trong tủ này, hoặc là cất đi này, hoặc là dùng để phơi này, hoặc là treo mắc các kiểu được luôn. Đó, giá thì rất là tốt nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Các bác lên trên là móc gỗ nhá. Và tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái ủng đi mưa nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một cái đôi ủng đi mưa như này. Hàng này nó sẽ là hàng to và các bác có thể đi vừa cả một đôi giày bên trong luôn, đôi giày bên trong luôn. Cái này để phòng cho các bác khi mà mình đi giày mưa này, hoặc là các bác đi các cái vị trí nào mà mình cần phải lội ướt đường bẩn thì các bác có thể xỏ để trên xe. Sau đó chỗ nào mưa ướt hoặc là trời mưa mà các bác muốn bảo vệ cái đôi giày của mình nhá. Cái đi đường đi bằng xe máy mà giày dép nó hay bị ướt thì các bác muốn bảo vệ đôi giày của mình thì các bác xỏ cho em cái đôi giày này vào, sau đó kéo lên đó. Sau đó thì các bác lại mặc quần áo mưa vào, mặc quần áo mưa vào là nó che cho bác kín luôn đó, áo mưa nó sẽ trùm xuống dưới này, thế là giày tất không ướt, đến nơi là vẫn sạch khô nhá và rất là đẹp luôn. Lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100.000 cho một cái đôi ủng đi mưa như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100k. đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái ủng đi mưa này luôn. Đó, lên cho em là ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa này, giá của nó sẽ là 100k cho một đôi ủng đi mưa như này, 100.000. đây các bác nhá, con này thì nó rất là tiện luôn, các bác cứ thể xỏ vào là mình đi thôi. Đấy, cho vào chậu nó không ướt này, rửa giấy thoải mái này, đi xong thì các bác lại bỏ giày ra, bỏ tất ra. Đấy, ví dụ trời mưa thì các bác mặc áo mưa và chùm lên là nó không rơi vào nữa, rất là sạch luôn. Đó, rất là tiện dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá đó là 100k cho cái bộ ủng đi mưa như này, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt toilet nhá, có lên cho em là xịt toilet đó. Xịt toilet con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Lên cho em là xịt toilet này, xịt toilet giá của nó sẽ là 40k trên em xịt toilet như này. Con này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là bọt trắng nhá, các bác lắc đều này cho em cho xịt ra này. Đấy, xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này, và của nó là hương liệu tự nhiên nhá, hương chanh, hương chanh tự nhiên rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác cứ xịt lên nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cho em. Đấy, các cái chất liệu gạch men, vòi lavabo, vòi tắm, chậu rửa các bác xịt hết lên cho em. Cái này của nó là hương liệu tự nhiên nên không sợ bị ăn mòn nhá, không sợ bị ăn mòn và xịt rất là sạch luôn. Giá của nó sẽ là 40k cho một cái lọ xịt toilet như này. Lên cho em là xịt toilet, giá của nó sẽ là 40.000 luôn nhá, 40.000. Đây các bác nhá. Đó, ví dụ như cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Đấy, bồn chậu rửa các thứ này, lâu ngày không sử dụng này, hoặc là các bác sử dụng nhiều cặn canxi hiếc nó bám này. Các bác xịt rửa đi cho em. Đó. Xịt rửa sau đó các đánh qua đi cho em là sẽ sạch hết luôn nhá. Đấy. Xịt rửa sau bác đánh đi cho em. Đấy. Sạch hết cặn bã, sạch hết các cái vết bám luôn các bác nhá. Đó. Con này thì nó công dụng của nó tẩy rất là tốt luôn và tẩy sạch luôn các bác nhá. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Tẩy đâu là sạch đấy luôn các bác này. Đó. Tẩy đâu sạch đấy luôn. Các cái vết bẩn cứng đầu các bác tẩy được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây các bác nhá, nhà tắm, nhà vệ sinh này, bị bong chốc bẩn thỉu này, các bác xịt rửa đi cho em, sạch luôn. Đó. Vết bám ố vàng các kiểu nhá. Các bác xịt đi cho em, sau đó thì mình đánh rửa đi, kỳ cọ đi là nó sẽ sạch luôn. Giá thì bên shop. Không sao. Không, cái đấy để gọn vào, để gọn vào để đổi. Hôm nào hàng nó gửi về thì báo nó thì thiếu để đổi. Rất sạch sẽ luôn các bác nhá. Lên cho em là xịt toilet, giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai xịt bếp này. Con này thì chuyên để xịt tẩy bếp nhá. Các bác lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. Con này thì chuyên để tẩy bếp rồi. Đó, xịt bếp giá của nó sẽ là 45k. 45k cho một chai xịt bếp như này. Giá của nó sẽ là 45.000. Con này thì nó cũng là thuộc cái dạng kem trắng nhá, kem trắng cái này các bạn này. Đấy, bọt kem trắng như này. Hương của nó là hương cam, con kia là hương chanh, còn hương này là hương cam, rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, hương liệu tự nhiên nhá. Các bác dùng chuyên để mình tẩy nhà bếp này. Đấy, tẩy nhà bếp, bếp ga rồi hút lọc khí các thứ rất là sạch sẽ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 40.000 cho một chai xịt bếp này thôi. Lên theo là xịt bếp giá sẽ là 40k các bác nhá. Đây các bác này, các cái vị trí như là nền gạch men này, rồi là các cái khu vực như là bếp ga này, đấy, nền gạch men bám này, dầu mỡ này, hoặc là các cái hút mùi này, đấy, các bác xịt vào là sạch luôn nhá. Giá thì chỉ có 45.000 cho một chai xịt bếp này thôi. Đấy, lên cho nó xịt bếp giá sẽ là 45k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm rất hay, đó là cái bóp tay các bác nhá. Các bác lên cho em là bóp tay, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là
40k cho một con bóp tay này thôi. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Hàng lô đợt trước thì giá sẽ là 50.000, còn đợt này giá chỉ có 40k cho một con bóp tay này thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con bóp như này, một con bóp như này. Đấy, con này thì các bác dùng để luyện cơ tay. Đấy, và các bác có thể để kích thước từ 5 cân lên tới 60 cân. 5 cân lên 60 cân, ghế to này. Đấy. Đây các bác cứ bóp này cho em này, bóp này nó sẽ nảy này, bóp này nó sẽ nảy các bác này. Đấy, bóp này nó sẽ nảy rất là tiện như này. Báo luôn đi. Đấy, bóp này nó sẽ nảy các bác này. Đấy, bóp này nó sẽ nảy như này nhá. Đó, nó sẽ nảy số này, đây các bác nó đang nảy số này. Và nó luyện cái cơ tay rất là tốt này, tim mạch qua thế này. Đấy, hoạt động này, qua này. Đấy, gân tay nó lên này, tức là cái này nó sẽ giúp cho đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Và của nó thì nó sẽ có cấp độ là từ 5 cân đến 60 cân tùy theo các bác điều chỉnh. Đó. Và đây thì các bác có thể xoay đảo số được nhá. Tùy theo các bác. Đấy, các bác có thể reset số về không được tùy theo. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bóp cơ tay nhá. Đấy, bóp cơ tay. Giá sẽ là 40.000. Đó. Lên cho em là bóp cơ tay này. Đó. Bóp cơ tay, bóp cơ tay, giá của nó sẽ là 40k cho một cái bóp cơ tay như này nhá. Đó. Lên cho em là bóp cơ tay nhá, bóp cơ tay, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Các bác lên cho em là cân 5 này. Cân 5, con này thì nó chỉ cân được 5 kg thôi. Giá sẽ là 50k cho một con cân như này nhá, 50.000. Con này thì có cả chức năng trừ bì luôn, cũng rất là tiện. Và có sẵn pin luôn, về nhà các bác chỉ cần là cắm vào cái các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, nó chỉ cân được 5 kg thôi. Đây, về nhà các bác lắp vào cho em này. Đấy. Rất là tiện dụng luôn các nhá. Đây. Các bác cứ lắp vào này cho em là xong. Đó, có sẵn pin cho bác rồi. Đấy, có tặng kèm pin luôn, về nhà có lắp vào cho em là xong. Đây. Đấy, ở đây thì các bác để cân thì các bác cứ cân như bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Đây em sẽ cân thử cho bác xem này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Khi các bác cân thì đây. Đó, lưu ý các bác là bật nguồn lên này, sau đó thì các bác để thăng bằng cho em. Đây, sau đó thì các bác cân này. Đấy, con này thì sẽ là 126 g này, 126 g. Đó. 126g các bác nhá. Đó. Và các bác muốn 126g như này. Các bác muốn trừ bì thì các bác lại nhấn cái số nhấn cái số dấu nút nguồn này cho em là nó sẽ trừ bì về 0 này. Sau đó thì các bác có thể đặt cái này lên này, tiếp cân tiếp này. Đấy thì cái giá xoay này nó sẽ là 295g nhá. Đó. Đấy thì các bác cứ vậy là mình sử dụng thôi. Đó, và sau khi kết thúc thì các bác lại nhấn cái nút 0 này là để nó trừ bì đi và nó sẽ về 0 nhá. Đấy thì rất là tiện luôn. Cái nút nguồn này như vậy. Đó thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là cân các bác lên cho em là cân cân các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Đấy, tắt nguồn ở đây này, lên cho em là cân 5. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá một cái cân 5 như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một chiếc cân 5 như này. Giá chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Lên cho em là cân 5, giá của nó sẽ là 50k trong chiếc như này nhá, 50.000 trong chiếc cân 5 như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ba lô du lịch nhé. Lên trên là ba lô du lịch. Con này thì đựng được khá là nhiều đồ, nhỏ gọn nhưng mà lại có võ, đựng được khá nhiều đồ và nó đựng thêm được cả cái giày vào đây luôn, đôi giày vào đây luôn, rất là tiện luôn nhá. Đó. Đây, túi của nó như này các bác này. Đấy. Túi của nó như này, rất là tiện luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá, ba lô du lịch. Giá của nó sẽ là 130.000. Kích thước thì cái chiều ngang của nó, chiều dài của nó là 40, chiều cao 20 và chiều rộng 20. 40, 20, 20 nhá. Nó sẽ là một con túi như này, khá là tiện ích luôn. Đấy, hàng may máy trần cực kỹ. Các bác có thể là dắt cái phần này vào ba lô này. Đấy, và con này thì nó sẽ mở được như này. Sẽ mở được như này các bác nhá. Đấy, sẽ mở được như này thì các bác có thể bỏ đồ đoàn vào đây rất là nhiều. Có thêm cho các bác một cái quai đeo như này nhá. Có thêm một cái quai đeo rất là tiện dụng như này để các bác đeo này. Đấy. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là khá là nhiều ngăn luôn. Có các ngăn hai bên nhá, có ngăn hai bên như này. Đây, bên này cũng có ngăn để đựng chai nước rồi đựng các cái đồ lặt vặt linh tinh nhá, đồ lặt vặt linh tinh. Và cái bên hông này. Đấy, và nó sẽ có một cái ngăn bên hông này để các bác để giày nữa. Ví dụ giày dép các bác đút thẳng vào đây cho em. Đút cho em một đôi giày vào đây này. Và nó sẽ rất là sạch sẽ luôn, ngăn này nó sẽ rất là sạch sẽ này. Các bác bỏ giày dép và túi bóng cho nó thì đút vào đây, nó rất là sạch sẽ và tiện. Đấy, khi nào đi thì mình lấy ra. Còn bình thường thì ví dụ các bác mang sơ cua thêm một đôi giày hoặc một đôi dép nữa thì các bác đút vào đây cho em, rất là tiện luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Một cái con ba lô du lịch như này. Đấy, lên cho em là ba lô du lịch nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000 nhá. Lên cho em là ba lô du lịch. Đấy. Các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch này, giá của nó sẽ là 130k nhá.
130k cho một con ba lô du lịch này. Đó. Vừa nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo đa năng nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác là 20.000 cho một lọ như này, 20.000 cho một típ keo đa năng như này các bác nhá. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, các bác lên cho em là keo đa năng xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k trên một típ như này. Bác nào mua từ 3 típ thì giá sẽ là 50.000 nhá. 3 típ là bằng 50k. Đó, giá sẽ là tốt hơn cho các bác luôn. 3 típ là 50.000. Đó thì em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cửa sắt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đó, rất là ok nhá. Con này thì nó sẽ là thuộc dạng keo trắng như này, dùng thì rất là tiện, các bác có thể dán được mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. 20.000 một típ nha, và các bác lấy từ 3 típ thì giá sẽ là 50k, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái lô cái ổ điện xanh nhá, và giá thì rất là tốt cho bác luôn. Đấy, các bác lên đã giúp cho em là ổ xanh nhá, ổ xanh. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 cho một con ổ xanh này thôi. Có công tác đóng ngắt dây dài khoảng trên 1 mét nhá, dây dài khoảng trên 1 mét. Có công tác đóng ngắt đầy đủ, đèn báo đèn biếc đàng hoàng, dây thì rất là mềm. Đó, và dây chân dẹt thế này rất là dễ sử dụng này. Có công tác đóng ngắt, đây em sẽ cắm điện trực tiếp cho bác xem. Đó. Cắm điện thì nó sẽ có đèn báo này. Đấy, đèn báo đỏ nhá, có công tác này. Đấy, bật lên đèn báo đỏ này, tắt đi này. Đấy. Đấy các bác nhá. Đó, đây. Rất là tiện dụng cho bác này. Bật lên này. Đấy, bật lên có đèn đỏ. Đây sẽ có 3 chân USB này, 6 ổ cắm điện nhá. Các bác lên mã giúp cho em là ổ xanh nhá, ổ xanh. Đó, ổ xanh giá thì chỉ có 55k thôi. 55k cho một con ổ xanh như này, 55.000 các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop về rất là nhiều mẫu dây sạc này. Thì đầu tiên em lên cho các bác đó là cái sạc béo này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là sạc béo nhé. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 cho một con sạc béo như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Lên mã cho em là sạc béo, giá sẽ là 50.000. Đó, lên mã cho em là sạc béo 50.000 các bác nhá. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Lên cho em là sạc béo này. Đó, sạc béo, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con sạc béo như này. Con này thì đầu dây của nó sẽ có đèn nhá, đầu dây của nó sẽ có đèn. Đây, để em cắm cho các bác xem này. Đấy. À, tất cả những cái đầu dây này nó sẽ có đèn báo như này các bác này. Đấy, đầu dây sẽ có đèn báo như này. Các bác thấy không? Đây đèn báo xanh như này. Đấy, đèn báo xanh rất là rõ luôn nhá. Đây, đèn báo xanh như này. Đấy, em tắt đi là nó sẽ hết này. Đấy, tắt đi là nó sẽ hết các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Bật lên thì nó sẽ có đèn báo xanh như này. Đèn báo xanh này rất là tiện nhá, và đầu dây rất là to luôn. Và nó sẽ là 3 chân sạc này, iPhone, Samsung, Oppo, Taisi đều được hết nhá. Giá thì sẽ là 50k lên cho em là sạc béo này. Đấy, dây dài khoảng 8-90 phân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc gầy này. Con này thì không có đèn báo, giá thì chỉ có 30.000 cho một con sạc gầy như này thôi. Nó cũng là dạng chân sạc ba đầu như này. Đó, chân sạc ba đầu như này các bác này. Đó, chân sạc ba đầu như này. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là dòng này là dòng dây dù nhá. Đấy, còn dòng dây dù, còn dòng này thì nó sẽ là dây cao su non nhá, dây cao su non như này. Đó, đây. Và đây thì nó sẽ là một cái chân như này. Đấy, một cái chân như này, giá thì bên shop đang gửi tới bác con sạc béo này là 50.000. Và con sạc gầy nhá, con này thì các bác lên cho em là sạc gầy, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đó, sạc gầy, giá của nó sẽ là 30k cho một con sạc gầy như này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, qua lên cho em là sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh này, iPhone, con này thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Thì con này nó sẽ, đây, nó sẽ gồm cho các bác là một cái củ sạc kèm dây nhá, một củ sạc kèm dây. Hàng đóng gói cực kỳ cẩn thận, kỹ càng và ngon lành cho các bác luôn. Đấy, hàng đóng gói cẩn thận, kỹ càng và ngon lành, chất lượng. Đấy, hàng của thương hiệu iPhone này, iPhone. Đấy, dòng này của nó sẽ là iPhone 14 Pro này, iPhone 14 Pro Max nhá. iPhone 14 Pro Max đó. Hàng đóng gói các thứ rất cẩn thận, hàng chất lượng cho bác luôn, hai đầu như này. Đó, củ của nó cầm cực kỳ chắc tay và ngon lành luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 60.000 thôi. Đấy, về nhà các bác dùng chuyên cho điện thoại iPhone hoặc là sạc cho tai nghe iPod, iPad đều được hết nhá. Đó, giá sẽ là 60k cho con sạc nhanh iPhone này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mã nữa, đó là cái củ sạc đa năng nhá. Các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Dòng này thì nó cũng là của iPhone 14 Pro Max, nhưng mà cái này các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Nó sẽ là một con củ sạc như này. Dây của nó thì cũng dài tầm khoảng 1 mét gì đấy, và nó sẽ có hai chân Type-C và hai chân Type-C và hai chân Oppo nhá. Đây các bác chỉ cần cắm này cho em là xong này. Đó. Ở đây cái gì? Hả? Khăn bếp treo túi bóng này. Đây nó sẽ có dây, có đèn báo này nhá. Ở đây nó sẽ có đèn báo này các bác này. Đấy, các bác trông cái đèn báo sáng chưa? Đây em tắt đi là đèn nó sẽ mất này.
Đó, tắt đi là đèn nó sẽ mất nhá. Đó, đây, tắt đi đèn sẽ mất này. Đấy, tắt đi đèn sẽ mất các bác nhá. Đó, đây cái này nó sẽ có tích điện cho nên là nó sẽ sáng một lúc. Đó, bật lên này. Bật lên thì nó sẽ sáng này các bác này. Đấy, có đèn sáng như này rất là tiện này. Có đèn sáng như này thì các bác có thể mua để về mình cắm vào cái củ này được luôn. Cắm vào cái củ này như này. Đấy, cắm qua cái củ này cũng được này. Đấy, hoặc các bác có thể mua con ổ xanh hoặc mua con ổ này. Con này thì nó chỉ có chuyên về để củ sạc thôi, cho nên là em gọi nó là củ sạc đa năng nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Lên mã cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là củ sạc đa năng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con củ sạc đa năng như này. Đó, giá của nó sẽ là 80k. Lên cho em là củ sạc đa năng. Con này thì của nó thì nó sẽ có hai cổng chân USB và hai cổng tai C nhá, hai cổng tai C. Nói chung là con này rất là tiện và công suất của nó là 20W, công suất vừa phải để cho các bác sử dụng. Lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Đấy, con này là củ sạc đa năng 80.000. Còn con này là sạc nhanh iPhone nhé. Sạc nhanh iPhone, chuyên dùng cho iPhone. Giá của nó sẽ là 60.000. Các bác lên đúng tên đúng mã cho nha. Đó, lưu ý các bác lên đúng tên đúng mã các bác nhé. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái cào đất nhé. Các bác lên cho em là cào đất. Còn bên shop có bán một cái mã đó là cái cào xẻng mini. Lấy cho em cái cào xẻng mini. Cái này thì các bác lên cho em là cào đất nhé. Đấy, lên cho em là cào đất. Giá của nó sẽ là 35.000. Đó, hàng của Nhật. Hàng này thì bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là cào đất nhá. Đấy. Cào đất này. Đó. Lên cho em là cào đất nhá. Giá của nó sẽ là 35k trong chiếc như này. 35.000 trong cái cào đất như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm và nguyên cái phần lưỡi này của nó thì nó vào khoảng là 10 cm nhá. Rất là ngon luôn. Về nhà các bác cào đất này làm vườn, làm vườn nhặt cỏ nhặt kiếc rồi nói chung là rất là ok. Các bác cứ cào này cho em 2 4 5 chân như này. Đấy, cái độ miệng rộng của nó thì nó vào khoảng là 10 cm nhé. Các bác cào bới đất như này, nhặt cỏ cực kỳ là ok luôn. Lên cho em là cào đất nhá. Giá của nó sẽ là 35.000. Lôi cái này ra kia. Đấy, cào đất giá của nó sẽ là 35.000 cho một con cào đất như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 35k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng đó là cào xẻng mini. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nhỏ gọn thôi. Nó gọi là mini mà. Cào xẻng mini nó nhỏ gọn. Đấy, cái cào này của nó thì nó chỉ bằng đây, đây nó như này các bác này. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Đó. Nó là mini mà, nó chỉ nhỏ gọn này thôi. Thì cái mini này các bác chỉ làm ở trong các cái chậu cảnh thôi, còn cái to này các bác dùng làm vườn thôi nha. Còn mini này thì các cái chậu cảnh dụng yếc hoặc là các cái bồn cây nhỏ thì các bác dùng cào này nó khỏi bị bẩn tay mà nó sạch thôi nhá. Đấy đây. Cái bộ mini này thì bộ 3 món như này, lên cho em là bộ cào xẻng mini nhá, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi, bằng được khoảng 2 ngón tay như này nhá, 2 3 ngón tay này thôi. Lên cho em là cào xẻng mini, bao gồm cho các bác là một cào và 3 xẻng nhá. Đấy, một cào và 2 xẻng, một cào và 2 xẻng như này. Đó, lên cho em là cào xẻng mini nhá. Còn cái kia nó là cào đất rồi. Đấy, lên cho em là cào xẻng mini. Đó. Cào xẻng mini nhá. Cào xẻng này mini nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một cái bộ cào xẻng mini như này. Có 30.000 một bộ thôi, bao gồm 3 món. Còn cái con này thì nguyên cái cào đất này của nó sẽ là 35.000 nhá. Đấy, cào xới đất nhá. Có lên cho em là cào xới đất, giá sẽ là 35.000. Con này là cào xẻng mini. Giá của nó sẽ là 30k cho cái bộ cào xẻng mini như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái kéo cắt tôn nhá. Các bác lên cho em là kéo cắt tôn này. Đây, nó sẽ là một con kéo cắt tôn như này, rất là tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Con này thì các bác lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá, kéo tôn trợ lực. Con này thì nó chuyên dùng để cắt tôn cái thiếc cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy, ví dụ đây là một cái tấm tôn nhá, khi các bác cắt thì nó sẽ nằm ở cái bề mặt dưới như này. Đấy, nằm ở mặt dưới như này, nó nghiêng 45 độ mà nó sẽ nằm ở mặt dưới này, nó sẽ không ăn thẳng lên tay mà nó sẽ nằm ở dưới này. Thì cắt rất là ngon này các bác này, cắt rất là ngon và tiện luôn. Con này thì cắt rất là nhẹ nhàng và có trợ lực nhá, cắt rất là ngon luôn. Lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá, kéo tôn trợ lực. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con kéo tôn trợ lực như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên cho em là kéo tôn trợ lực này, kéo tôn trợ lực nhá. Đấy, kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho một con kéo tôn trợ lực như này, giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Shop tiếp tục về cho bác cái dàn sản phẩm, đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp, giá của nó sẽ là 180.000, hàng của thương hiệu Unica Japan. Bộ này thì sẽ tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu như này nhá, một cây lấy dấu cực kỳ xịn sò như này. Cây lấy dấu này thì bên em có bán lẻ là 40.000. Đấy, còn bộ mũi khoan tháp này của nó thì nó sẽ có cho các bác là từ mũi từ 4 đến 32, mũi 4 đến 12, 4 đến 20 rồi đầy đủ các mũi cho các bác luôn. Thép của nó là thép gió mạ titan nhá, hàng cực kỳ bén cho các bác luôn. Rất bén, ngon lành và chất lượng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây các bác này. Các bác chỉ cần nhấp nhẹ này là sẽ có dấu luôn nhá. Đây các bác nhấp nhẹ này cho em là có dấu này. Đó, đây. Các bác nhấp này bỏ ra nó sẽ có dấu này các bác này. Đấy. Nó sẽ nảy dấu cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã xem là lấy dấu nhá. Đây các bác nhấp này bỏ ra là nó sẽ có dấu này. Đấy, dấu của nó này các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần nhấp này bỏ ra là có dấu luôn. Đây. Đấy, rất là ngon lành nhá. Đấy, lên cho em là
hộp 5 mũi khoan tháp nhá, hộp 5 mũi khoan tháp, giá thì bên shop thép gió mạ titan, giá thì chỉ có 180.000 thôi. Thép gió mạ titan, hộp 5 mũi khoan tháp, giá 180k. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái ổ vàng nhá. Đấy, ổ vàng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 cho một con ổ vàng như này. Dòng này nó sẽ là ổ chống va đập có 5 chân nhá, đập khá thoải mái luôn các này. Đấy, mình dùng để mình sử dụng thì hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp, đầy đủ các cái loại chân như này đó. Lên cho em là ổ vàng giá sẽ là 45.000 nhá. Ổ vàng giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ vàng như này. 45.000 giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. Lên cho em là ổ vàng giá sẽ là 45k nhá. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái sạc 3 chân như này. Đấy, bên shop gọi nó là U3 nhá. Các bác lên cho em là U3. Đấy, lên cho em là sạc U3 này. Sạc U3 giá của nó sẽ là 35.000 cho một con sạc U3 như này. Đấy, các bác lên cho em là sạc U3 nhá, sạc U3. Sạc U3 giá của nó sẽ là 35k nhá, 35.000. Con này thì nó sẽ có 3 chân như này nhá, 3 chân như này. Đó, để em cắm thử xem nó có đèn báo không nhá. Con này thì khi cắm vào nó sẽ có đèn báo rất là sáng con này. Đấy, nó sẽ có đèn báo sáng như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây rút ra này. Đấy, rút ra này thì nó vẫn có tích một lúc này. Đấy. Cắm vào thì nó sẽ có đèn báo sáng như này rất là tiện con này. Đấy, báo sáng lên cả các cái chân này luôn, lên cả chân cả mặt này luôn. Đây. Đấy, báo sáng như này. Khi rút ra thì nó vẫn còn tích mấy giây xong nó mới hết này. Đấy, tắt coi nhá. Lên cho em là sạc U3 giá sẽ là 35.000. Thì các bác có thể mua kèm cái sạc U3 này, kèm thêm một cái chân này nữa này. Đấy, như này là sẽ là xong này. Đấy là các bác có một cái bộ sạc hoàn chỉnh nhá. Có một cái bộ sạc hoàn chỉnh luôn. Đó, có một cái bộ sạc hoàn chỉnh cho các bác luôn. Đấy. Thì lên cho em là sạc U3 nhá, sạc U3. Giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một cái bộ sạc U3 như này, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dây tắm các nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dây như này, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nó sẽ là dạng silicone mềm như này, tắm thì cực kỳ là thích luôn. Đấy, massage cơ thể rất là tốt. Có hai mặt, một mặt này thì là núm thấp này, mặt này là núm cao này. Đó, dùng để tắm rất là thích luôn. Và nó bằng silicone, mềm mại, dễ sử dụng. Và khi các bác dùng xong thì mình chỉ cần trà nước qua. Đấy, vẩy nước qua là nó sẽ xả nước qua là nó sẽ hết luôn. Lên cho em là dây tắm nhá, giá thì sẽ là 35k cho một con dây tắm như này. Đấy, các bác lên cho em là dây tắm. Đó, lên mã giúp cho em là dây tắm nhá. Đó. Dây tắm này, giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k. Đấy, đang bán 35.000 xả ra bác còn 25.000 cho một con dây tắm như này thôi. Lên cho em là dây tắm, giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k cho một con dây tắm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dây như này, các bác dùng để mình tắm kỳ cọ lưng này, cho xà bông vào cho em này. Đấy, kỳ chân này, tay này đều được hết nhá. Đó. Massage luôn, vừa massage cho cơ thể rất là tốt. Đấy, vệ sinh sạch sẽ, không bị nấm mốc, không bị vi khuẩn, nhanh khô. Đấy, rất là tiện. Các bác dùng những cái dòng truyền thống nhiều khi nó để nó ẩm ướt, nó bẩn rồi nó sinh vi khuẩn, nhưng mà con này thì rất là sạch luôn. Đó, có độ co giãn, độ đàn hồi, massage cho cơ thể rất là tốt. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 25.000 trong con dây tắm như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Các bác lên cho em là xịt RP7. Con này thì nó sẽ là hàng của Australia và được sản xuất ở Thái Lan nhá. Đây, Australia các bác này. Đấy, và được sản xuất ở Thái Lan. Đấy, sản xuất ở Thái Lan nhá, phân phối bởi công ty International Việt Nam các bác này. Đấy. Hàng thì được sản xuất ở Thái Lan các bác nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Các bác lên cho em là xịt RP7 nhá. Đấy, xịt RP7. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35k. Đấy, xem là xịt RP7. RP7 giá sẽ là 35.000 cho một chai xịt RP7 như này. Con này thì nó sẽ có rất là nhiều tác dụng này. Thứ nhất là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, làm ngưng hẳn tiếng kêu phát ra từ động cơ này, giúp bôi trơn này. Đấy các bác nhá, và cải thiện máy móc rất là tốt luôn. Giá sẽ là 35.000 nhá. Ốc yếc bị dỉ sét các bác xịt vào cho em là một tí cái là nó sẽ sủn hết luôn, là các bác xoáy ra rất là dễ dàng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Lên cho em là chắn gió bếp ga. Đấy, chắn gió bếp ga giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một con chắn gió bếp ga này thôi. 30.000 cho một con nhá. 30.000 cho một con như này. Lên cho em là chắn gió bếp ga. Chắn gió bếp ga này các bác nhá. Đấy. Chắn gió bếp ga nhá. Đấy, chắn gió bếp ga. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trên cái chắn gió bếp ga như này. Cái này thì rất là tiện, các bác chỉ cần đặt vào thôi. Đấy, nó sẽ vừa phù hợp hết với các loại bếp ga bình thường thông thường nhá. Các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong, nó sẽ giữ gió, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy. Và giá thì rất hợp lý. Chắn gió bếp ga. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn đây. Còn như nó phù hợp hết với các loại bếp nhá. Các bác chỉ cần đặt vào cho em như này là xong. Để mình đun nấu, xào nấu rất là tiện luôn. Khi mình có cái chắn gió này thì
nó sẽ đỡ bị mất ga, và đỡ mất ga thì nó sẽ giảm được cái lượng ga tiêu thụ nhá, và nóng nhanh đấy, giữ nhiệt tốt đấy, không bị tỏa nhiệt, thì nó sẽ dẫn nhiệt lên xoong nồi rất là tốt luôn, và đảm bảo được cái độ đun nấu nó sẽ nhanh sôi nhanh chín các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là máy xay tỏi ớt nhá, lên cho em là xay tỏi ớt, giá thì chỉ có 80.000 cho một con xay tỏi ớt này thôi, có kèm với cái cáp sạc như này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, về nhà các bác sạc thêm pin rồi cho em. Con này thì để lâu khi vận chuyển nó hết pin nhá. Đấy, chuyên để xay tỏi ớt rất là tiện con này. Giá sẽ là 80k. Các bác cho tỏi ớt tiêu các thứ vào đây cho em. Nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái lưỡi chém bằng inox sáng bóng như này, và rất là sạch luôn, thép trắng sáng bóng sạch sẽ. Đấy, đây là cái chân sạc của nó này, quay rất là tít luôn. Các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Kể cả các bác xay cà phê cũng được. Đấy. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 80k thôi. Các bác có thể xay tỏi, xay ớt để mình pha nước chấm nước đều ok hết nhá. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Lên cho em là xay tỏi ớt nhá. Đấy, xay tỏi ớt này. Xay tỏi ớt giá của nó sẽ là 80k trên một con máy xay tỏi ớt thế này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây này. Khá là dễ nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha. Cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được. Đấy, rất ok nha, lên cho là máy xay tỏi ớt 80.000. Hello các bác nhá. Đó, nay bên shop lại tiếp tục về các bác hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng ví đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng ví đồng hồ, giá sẽ là 265.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con đồng hồ này, một con đồng hồ hàng thương hiệu Pro nhé, có cả lịch ngày tháng luôn các bác nhé, có cả lịch ngày tháng luôn, đồng hồ đang chạy bình thường các bác này. Đấy, một con đồng hồ siêu đẹp luôn, dây da nhá, đây đeo vào thì cực kỳ là chất luôn. Đấy, đeo vào rất là chất luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Một con đồng hồ này kèm thêm cho các bác là một con thắt lưng này. Đấy, một thắt lưng các bác này, một thắt lưng, chất da của nó thì siêu mềm luôn và mặt đúc liền như này nhá, chất da siêu mềm, mặt đúc liền rất là đẹp các bác này. Đấy, chất da cực kỳ là mềm luôn. Đấy, đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp, chất da mềm, mặt đúc liền cực kỳ chất cho các bác luôn. Đó. Giá thì combo cho ba món này là 265.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Đây. Các bác nghe cái tiếng kêu của con thắt lưng này các bác đã thấy nó đã rồi nhá, rất là đã luôn. Đó. Tiếp theo là một con ví này, một con ví như này. Đấy, một con ví như này các bác này. Một con ví cực kỳ chất lượng như này, hàng cũng của thương hiệu Pro nhá. Đó. Đây, ví có khóa nhá, có khóa rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn và rất là nhiều ngăn. Đó. Combo cho các bác là ba món nhá, ba món bao gồm một ví, một thắt lưng và một đồng hồ. Đó. Một ví, một thắt lưng, một đồng hồ. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác. Giá của nó sẽ là 265.000 nhá. 265.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, kiểm tra thanh toán nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên cho em là các bác lên cho em là thắt lưng ví đồng hồ nhá. Đấy, thắt lưng ví đồng hồ. Giá của nó sẽ là 265.000. Thắt lưng ví đồng hồ 265.000. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Thắt lưng ví đồng hồ 265k combo nhá. Đấy, lên cho em thắt lưng ví đồng hồ. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò nhé. Thắt lưng da bò 100% là da bò xịn, hàng của Mỹ cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên nhé. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, đẹp lung linh luôn. Đó, đẹp lung linh luôn nhé. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác bao gồm là màu đen và màu nâu nhé. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, 190.000 nhé. 190.000 cho một con thắt lưng như này, có hai màu, màu đen và màu nâu này. Mặt của nó thì nó sẽ là dòng mặt tráng gương cực đẹp luôn. Đấy, mặt tráng gương cực đẹp luôn. Và chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên cho nên kích thước nó không bằng nhau. Sẽ có con dài con ngắn. Đấy, khoảng từ 1m1 đến 1m3 nhá, 1m4 đến 1m3. Hàng made in USA nhá, hàng made in USA này, hàng của Mỹ nhá, USA đây. Đấy. Chữ của nó dập chìm trực tiếp trên thắt lưng như này luôn. Hàng uy tín luôn. Đấy, 100% chất liệu của nó là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên cho các bác test đốt lửa thoải mái luôn nhá, test đốt lửa thoải mái luôn, không bao giờ lo bị bén nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một con thắt lưng da bò như này. Đấy, khóa của nó sẽ là dòng khóa con lăn nhá, khóa của nó sẽ là một cái dòng khóa con lăn. Lên cho em là thắt lưng da bò nhá,
Đấy, thắt lưng da bò. Giá thì bên shop đây, một cái khóa con lăn như này, hàng cực kỳ chắc chắn cho bác luôn. Đấy, rất chắc chắn. Cái này thì về các bác không phải dập đột gì cả, bụng đến đâu vừa thì mình lăn vào đấy thôi, rất là tiện. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò, giá của nó sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò nhé, thắt lưng da bò, giá của nó sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này, 190.000. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái mẫu ví này. Ví thì nó sẽ có màu đen và màu nâu. Đấy, có màu đen và màu nâu như này. Đó, thì các bác muốn lấy màu đen thì lấy, mà lấy màu nâu thì lấy nha. Thắt lưng cũng có màu đen màu nâu và ví cũng có màu đen màu nâu, các bác có thể lấy combo. Đấy, con ví này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, cái ví này thì giá của nó sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Đấy, 120.000 cho một con ví như này. Đấy, ví này thì nó sẽ có màu đen màu nâu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Cũng hàng made in USA nhá, made in USA. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% là da bò tự nhiên. Đó, của nó sẽ là da bò tự nhiên các bác này. Đây, chất da này, da bò tự nhiên các bác nhá, da bò tự nhiên, rất là đẹp luôn. Đấy, dòng này của nó thì siêu mềm luôn các bác nhá, siêu mềm luôn. Đấy, các bác có vặn vọ, quăn có như nào thì nó sẽ về trở về vị trí ban đầu và rất là mềm, mềm mỏng nên khi bác dùng nó rất là thích, nó không bị cọng, không bị cạnh nhá. Đấy, lên xem là ví da bò, giá của nó sẽ là 120.000. Ví da bò này sẽ là 120.000. Nếu các bác nào lấy combo hai món như này thì sẽ là 300.000 nhá, 300.000 và bao ship luôn. Đó, combo hai món nhá. Combo hai món thắt lưng cộng ví da bò nhá. Đấy, lên cho em là combo này, thắt lưng này cộng với ví da bò này, ví da bò. Giá của nó sẽ là 300.000 nhá, 300.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Combo thắt lưng ví da bò 300.000, bao ship tận nhà cho bác luôn, tức là mua hai món như này. Mua hai món, một ví một thắt lưng như này, giá chỉ có 300.000 thôi, bao ship tận nhà, mặt đẹp tuyệt vời luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái van xả hai vòi nhé, van xả hai vòi, hàng inox 304 cực kỳ là đẹp luôn. Đây, một con van xả hai vòi như này, inox 304 cực kỳ là đẹp nhé, su 304 này. Đấy, con này của nó sẽ là có hai vòi chia ra làm hai đường nước nhé, chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, van xả hai vòi chia ra hai đường nước này, inox 304 nhé, su 304, không bắt 500 cho các bác về test 500 thoải mái luôn, hai đầu vòi nước như này đó, thì các bác có thể dùng để mình xả nước, mình sử dụng đa di năng được luôn. Lên cho em là van xả hai vòi nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 75.000 nhá. Đấy, lên cho em là van xả hai vòi này. Van xả hai vòi, cầm cho anh cái một vòi ra đây. Van xả hai vòi, giá của nó sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho một cái van xả hai vòi như này nhá, 75.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái van xả một vòi này. Giá của nó chỉ có 55.000 thôi. Đấy. Giá con một vòi này thì chỉ có 55.000 thôi nhá. Cũng là bằng inox 304. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn và cũng có đầu kết nối như này nhá, có đầu kết nối như này, rất là tiện dụng này. Đấy, lên cho em là van xả một vòi nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là van xả một vòi và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 55.000. Đó, các bác lên cho em là van xả một vòi này, van xả một vòi nhá, nó chỉ có một vòi nước thôi, giá sẽ là 55.000. Còn con hai vòi này thì giá của nó sẽ là 75.000, tất cả đều bằng inox 304 hết. Thì các bác lấy cái van xả một vòi này thì lấy, mà lấy hai vòi thì lấy các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình xịt tưới cây nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy. Hàng liên doanh Việt Nam và Hàn Quốc đây. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu xanh đậm và xanh nhạt thế này, thì bên shop sẽ gửi màu cũng như thế bác thôi. Nó sẽ là một cái dòng hàng liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc này. Đó, đây. Thì nó sẽ là một con vòi như này. Đấy. Thì nó sẽ giúp tăng áp lực nước này. Đấy, điều chỉnh tia nước, tăng áp lực nước này, tự xịt này, đấy, khóa tự động này, tăng áp này, nói chung là rất là nhiều chức năng luôn. Dung tích của nó là 2 lít đấy các bạn này. Đấy, áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, nó áp lực nước rất là tốt. Và hàng dày dẫn chắc chắn, hàng liên doanh Việt Nam Hàn Quốc nhá. Đấy, của công ty Suvina này. Đấy, Suvina đó, Việt Nam Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn đây các bạn. Đấy. Các bác chỉ cần nhấn này là xong này đấy. Hơi nó đẩy ra các bạn này, có lẫy khóa luôn, có xả hơi nhá. Đầy đủ cho bác luôn và có điều chỉnh tia nước như này. Đó. Con này các bác dùng để bơm tưới cây, tưới cành rồi rửa xe các thứ thì cực kỳ là, để tưới hoa, tưới cây và các bác phun thuốc sâu thứ thì rất là ok luôn. Lên cho em là, các bác lên cho em đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây giá của nó sẽ là 100.000 trong con hồ lô tưới cây như này. Hàng liên danh Việt Hàn nhá, hàng liên danh Việt Hàn. Đó, công nghệ của Hàn Quốc các bác này. Đấy, công nghệ Hàn Quốc, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ gửi tới các bác, giá có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho cái vòi như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái con dao đây. Cho anh tờ giấy này. Con này tên nó là gì đấy? Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác một cái con dao thái như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao thái bản to. Đó, giá thì chỉ 100 cành thôi. Lên cho em là dao thái bản to nhá, dao thái này.
dao thái bản to nhá, nó bản to. Con này thì nó như là con bản, nó như con dao chặt luôn, các bác dùng để thái thì rất là thích. Bản nó to như này thì thái nó rất là đượm nhá, và rất là bén luôn, dao rất là bén luôn. Đây các bác, em sẽ test cho các bác xem, dao siêu bén luôn nhá. Đấy, con này thì tuy nó mỏng nhưng nó lại rất là bén. Đấy, các theo. Đấy, rất là mỏng mình thôi nhưng nó lại rất là bén nhá. Đấy, các theo, rất là ngon lành luôn. Đó, có thể dọc như giấy như này là rất là ngon. Lên cho em là dao thái bản to, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con dao thái bản to như này. Đấy, lên cho em là dao thái bản to, giá của nó sẽ là 90k. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn nhá, hàng rất là bén quá này, rất là bén luôn, quá theo. Đó, hàng rất bén nhá. Lên cho em là dao thái bản to, giá của nó sẽ là 90.000. 90.000 cho một con dao thái bản to như này, rất bén luôn con này, rất bén luôn. Đấy, lên cho em là dao thái bản to, giá của nó sẽ là 90k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác bỏ anh cân. Cái con dao tên nó sẽ là dao bạc nhá. Các bác lên cho em là dao bạc, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 165.000 thôi. 165.000, các bác lên cho em là dao bạc nhá. Đó. Dao bạc nó màu trắng bạc như này, dao bạc 165k nhá, 165k cho một con dao bạc như này. Con này thì cân nặng của nó sẽ là 8 lạng quá nhá. Đấy, cân nặng của nó là xấp xỉ 8 lạng. Bản thì dày khoảng 2 ly, bản dày khoảng 2 ly. Giá sẽ là 165k, hàng của thương hiệu Atasuki. Đấy, made in Japan, Atasuki made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Cán ốp hai bên gỗ như này nhá, cán ốp gỗ nhá, chặt cực kỳ đàm luôn. Đấy, 8 lạng nhá, giá thì chỉ có 165.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đấy, lên cho em là dao bạc nhá, dao bạc giá sẽ là 165.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Hàng cực chất lượng nhá, hàng chất lượng made in Japan các bác này, hàng nội địa của Nhật made in Japan. Lên mã giúp cho em là dao bạc nhá, dao bạc giá của nó sẽ là 165.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dao gọt hai nhá. Các bác lên cho em là dao gọt hai này. Đấy, con này thì siêu bén rồi, giá thì chỉ có 60k trong con dao gọt hai như này thôi. Con này rất là bén luôn, cũng hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật Japan đây. Con này rất bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn con theo. Đây, rất bén luôn nha. Dùng con này thì cực kỳ là phê luôn đây. Đấy, em dọc dây bóng còn được như này thì các bác biết rồi. Dây bóng mà còn dọc như này thì giấy thì quá là bình thường nhá, giấy quá bình thường luôn. Đó. Đây, lên cho em là gọt hai nhá, dao gọt hai nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là gọt hai này, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho một con dao gọt hai như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là kem đánh răng hàng nội địa của Nhật nhá, hàng made in Japan này. Đấy, made in Japan đây, các bác dịch cái chữ này là made in Japan này. Đấy, đây ba cái chữ này, ba chữ này là made in Japan. Cân nặng của nó là 170g. Đây, hàng này thì sẽ là hàng không có niêm phong nhá, không có niêm phong. Đó, nó sẽ là một cái dạng kem trắng như này, hàng kem trắng như này các bác nhá. Đây, cái kem này thì dùng rất là thích luôn các bạn. Đấy, chống viêm nướu viêm lợi đau lợi chảy máu trên răng, nó màu hồng này các bác này. Đấy, chuyên chống viêm nướu viêm lợi đau lợi chảy máu trên răng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. Lên cho em là kem đánh răng Nhật này. Đấy, lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Đánh răng Nhật giá của nó sẽ là 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Kem của Hàn Quốc thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Hàng này cũng không có niêm phong luôn nhá. Đấy, không có niêm phong luôn. Cũng là dạng kem màu trắng, siêu thơm luôn. Dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, tỷ lệ. Đúng rồi. Bao nhiêu tiền? Chuyên làm trắng bao nhiêu? 100. Đúng rồi. Chuyên làm trắng răng nhá, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% nhá, 93% luôn. Siêu trắng răng cho bác luôn. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng made in Korea nhá, made in Korea. Hàng của Hàn Quốc đây, made in Korea các bác này. Đó, made in Korea, hàng của Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 50k thôi. Đó, thì em có loại kem đánh răng của Nhật và của Hàn thì cái giá nó tương đương nhau, tại vì con này nó 170g, còn con này có 120g thôi nhá. Đó, thì con này sẽ là 70k nhá. Con đánh răng Nhật này thì sẽ là 70.000, con đánh răng Hàn này thì sẽ là 50.000. Con này thì chuyên làm trắng răng, con này thì chuyên viêm nướu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Thì các bác cân nhắc cái loại nào phù hợp với nhu cầu thì các bác sử dụng rồi ok.